quay ngược lại nè. Số 2 nữa. Rồi số 2, mình sẽ cho hết vào bên này luôn. Oh man, cái này này. Oh, rồi xong, mình đã có được 2 ly nước ngon lành. What? Oh man. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Sindano. Và đây là những món đồ chơi mới trong video này của mình các bạn ơi. Cùng với mình unbox xem đây là những mẻ khủng long nào và cách chơi ra sao nha. Ở đây mình có một quả trứng phiên bản lớn Jurassic Park mà 30 năm này các bạn. Đây là phiên bản Surprise Build and Battle Dino nha các bạn. Của cấp tiếp thì các bạn có thể xem là cái quả trứng lớn này của chúng ta nó sẽ khác biệt những cái quả trứng nhỏ sẽ như thế nào nha. Đó, đây là thông tin của quả trứng lớn. Đó, khá đẹp. Thì nó sẽ có một nhân vật bí ẩn ở bên trong, có thể là bạn khủng long bạo chúa chẳng hạn. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái nào trước đây các bạn ơi. Rồi mình sẽ chọn một cái chai xanh ở chỗ này đi nha. Thì đây là một cái gọi là máy bán nước tự động mini. Đây bạn, mà phiên bản là khủng long bạo chúa đã bán nước nha mấy bạn. Đây, có hai cái chân nè. Hai cái chân này mình có thể cho nó đứng lên như thế này nè mấy bạn. Đó, nhìn nó có dễ thương không? Quá xịn sò luôn đúng không? Ở đây mình còn thấy có hai cái nắp này các bạn. Và một cái tay đã bị xúc ra. Thì mình sẽ gắn hai cái nắp này ở trên này. Mà cái nắp này cái lúc mà trong quá trình vận chuyển thì nó đã bị bể rồi các bạn ơi. Ôi là trời ơi, làm sao mình chế nước cho được đây. Oh man, thật không thể tin được luôn. Hai cái ngăn này là hai cái ngăn dùng để chúng ta chế nước nha. Một ngăn để chế nước ngọt màu Fanta chẳng hạn, bằng cái Sprite hay là Coca gì đó. Đó, thì ở trong bạn cũng là bộ chúa nó sẽ có hai cái vòi như thế này. Thì mình sẽ cần ấn vào đây, nước sẽ chảy ra nha mấy bạn. Nó là giống y chang một cái máy bán nước tự động thật ở trong KFC nè hay là Rotterier nha các bạn. Ok, thì mình sẽ đập cái nắp này lại. Ấy da, bên này đúng không ta? À đây, vậy mới đúng rồi mấy bạn. Đây, ok. Rồi, xong. Cái bàn tay của bạn khủng long của chúng ta thì sẽ cho ấn vào đây. Xong, vậy là mình đã có hai cái tay khủng long như thế này. Đó, mình có một bạn khủng long bạo chúa phiên bản gọi là máy bán nước tự động. Đó, đằng sau nó có thêm hai cái ly nữa nè các bạn. Thì mình sẽ lấy hai cái ly này ra. Ủa, làm sao lấy ra được đây ta? À đây, nó hơi cứng chút xíu thôi nhưng mà lấy ra được. Nó là một cái ca luôn các bạn ơi. Trời ơi, quá xịn sò luôn. Là có hai cái nha các bạn. Thì mình sẽ đặt ở phía trước như thế này. Ok, bán cho mình một ly nước khủng long đi. Oh man. Cái này này. Oh, rồi, xong. Mình đã có được hai ly nước ngon lành. Hương vị khủng long. Oh man, cũng ly nào. 1, 2, 3 vô. Quá xịn sò đúng không các bạn. Một cái máy bán nước khủng long mini. Tiếp theo trong cái video hôm nay của chúng ta là một bạn khủng long phiên bản cắn tay mà là khủng long ba sừng. What? Triceratops mấy bạn. Ok, mình đã mở ra để kiểm hàng và mình sẽ lấy bạn khủng long này ra. Rất là đẹp nha các bạn và khá là thú vị luôn. Đây là cái bạn khủng long ba sừng của mình. Tan 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 tan. Rất là đẹp, màu sắc cực kỳ bắt mắt luôn các bạn. Đó, mình đã lựa khá là kỹ mới săn được các bạn khủng long ba sừng này nha. Đó, cực kỳ dễ thương và cực kỳ ngầu. Rồi, để bạn sang bên. Phía trong cái hộp còn có một cái trò chơi khác nữa. Đó chính là cái quay số như thế này. Các bạn thấy cái quay số đứng của mình rồi đúng không? Nhưng cái quay số đó là cái quay số lớn nha các bạn. Còn cái này là cái quay số mini. Ok, thì phiên bản này khá là đơn giản các bạn. Và lực chơi của bạn khủng long cắn tay của chúng ta sẽ như thế này. Đầu tiên, mình sẽ mở bạn khủng long cắn tay của chúng ta lên. Đó là bạn. Đó. Vì cái này nó khá là sắc nhọn này các bạn, cho nên là chúng ta sẽ có một cái cây đại diện cho cái ngón tay của mình để cắn vào đây. Nó sẽ không bị đau tay nha các bạn. Và lực chơi, chúng ta sẽ có một cái vòng quay như thế này. Và khi mình quay thì sẽ được gọi là tới con số nào á. Đó, thì mình sẽ ấn vào theo cái thứ tự nha. Và tới cái lần số 3, mà nếu mà mình bị quay có nghĩa là cái lần mà mình đút tay vô cái này mà bị con này cắn á, thì mình sẽ vô cái mục pass á, thì mình sẽ không có được tính và mình sẽ được lướt qua luôn. Ok, là bây giờ lực chơi sẽ quay thử nha. Bây giờ mình quay trước nè bạn. 1, 2, 3, quay thấy chỉ cái đồng hồ hoặc là ngược lại nha các bạn. Rồi nó có 1, 2, 3, 4 nè. Rồi 1, 2, 3, số 4. Rồi mình số 4 nha các bạn, thì mình bấm nha. Mình có thể bấm 4 lần nha. 1, 2, 3,
4, không có gì xảy ra. Tiếp tục đó. Quay thêm một lần nữa nè. Số 2, đây các bạn, số 2 nha. Anh sẽ ấn vào đâu đây? Này. No. Không có gì xảy ra luôn. Rồi tiếp tục. Quay ngược lại nè. Số 2 nữa. Rồi số 2. Mình sẽ cho hết vào bên này luôn. Vậy là cái lần quay thứ 3 ô số 2 đã bị khủng long ba sừng của chúng ta cắn vào tay. Oh man. Và kịch bản là các bạn thấy nè, không thể rút ra được luôn nè. Đó, đó, đó. Oh yes. Tiếp theo là cái bạn khủng long mà phiên bản bạo chúa, mà phiên bản xe như thế các bạn ơi. Đây, nó có khả năng gọi là phun ra xương để bắt mấy cái tên trộm đi ăn cắp nè. Đó, đây là phiên bản Righteous Dinosaur. Ok, mình sẽ unbox bạn khủng long này ra nha. Rồi, ở trong này mình thấy có một cái bình để chúng ta có thể chế nước vào trong cái bạn khủng long này, giúp bạn ấy có thể phun ra xương. Bây giờ mình đi sẽ lấy nước vào unbox bạn này ra nha. Ok la, và đây là chiếc xe đi bắt những tên trộm của mình nè các bạn ơi. Màu sắc rất là đẹp và sặc sỡ nha. Màu xanh dương nè, màu xanh lá cây và màu cam đỏ nè các bạn. Và màu vàng ánh kim ở trên lưng nữa. Wow, và đây có thể nói là một bạn khủng long bạo chúa có lưng ga nha các bạn. Wow, có 4 cái bánh xe và hai cái ống xả cực lớn ở phía sau như thế này, giúp bạn ấy có thể chạy nhanh một cách nhanh, gọi là nhanh cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Động cơ này động cơ V8 luôn các bạn ơi, không phải là động cơ V6 nữa nha, mà là V8 luôn. V8 nhưng mà xài 3 cục pin 1.5V các bạn ơi. Ở dưới này nó có một cái bánh xe xoay vòng tròn như thế này các bạn ơi, giúp bạn ấy có thể đảo chiều một cách nhanh gọn lẹ nhất nha. Rồi, mình đã chế nước vào trong cái phần đầu của bạn này để giúp bạn ấy có thể phun ra được một cái loại xương đặc biệt để có thể bắt những tên trộm. Ok la. Và bây giờ mình sẽ bật công tắc cho các bạn xem. Wow, wow. Phun xương chưa? Đó, các bạn thấy các bạn khủng long bạo chúa phiên bản xe này của mình có ngầu không? Nó chạy gọi là nó vừa chạy vừa lắc lắc cái đầu như vậy các bạn. Đó, kiểu vậy các bạn muốn dí cái tên trộm chạy cho thật là nhanh để nó bắt lại các bạn ơi. Khá là vui, khá là cười ha. Và cái tốc độ chạy của bạn này cũng tương đối là mạnh mẽ thôi nha các bạn. Đó, nó không phải chạy vù cảm biến các bạn ơi. Cảm biến rồi va chạm nhẹ phát nó sẽ xoay vòng kiểu vậy đó. Đó, ok. Mình thấy cái màu sắc của bạn này khá là đẹp nè. À, tác vụ của bạn này cũng tương đối là dễ sử dụng nha các bạn. Ok, bạn nào thích có thể sưu tầm các bạn khủng long bạo chúa phiên bản xe này về chơi nha. Ok la, mình sẽ để bạn này sang bên. Và cuối cùng trong cái video hôm nay, đó chính là cái trứng khủng long Jurassic Park 3 kỷ niệm 30 năm này của mình các bạn. Ok, để xem nhân vật bí ẩn ở bên trong của chúng ta có phải là bạn khủng long bạo chúa mà như mình mong muốn hay không nha. Ok. Yes, vậy là bạn ấy đã được unbox thành công. Bây giờ chúng ta chỉ cần đập quả trứng này ra thôi. Đó, quả trứng hình con mắt. What? Wow, bên trong một cái quả trứng của Jurassic Park 30 năm sẽ như thế nào? Wow, mình thấy có hình của bạn Spinosaurus phiên bản Mega Mayhem. Wow, Mega Mayhem có nghĩa là nó đang ăn thịt những con cá và đang nhìn lên bầu trời này các bạn. Nó có cái dạ quang phát sáng như thế này. Và đây là cái Spinosaurus Trinket. Ok la, vậy là nhân vật của chúng ta sẽ là một bạn Spinosaurus. Wow, yes. Cân nặng của nó là 20.000 pound và tương đương với khoảng 10.000 kg các bạn ơi. Cái chiều cao của nó là 11.4 feet, tương đương với 3.5 m nha các bạn. Và mức độ thông minh intelligence là 6.1. Và killing rate của nó là maximum luôn các bạn ơi, tương đương với lại Tyrannosaurus Rex. Wow, so cool thực sự. Rồi, ok. Chúng ta sẽ xem các thành phần để có được cái bạn Spinosaurus này là cái gì. Đây là Ingen Slam. Ok, đây không phải là đồ ăn, tuyệt đối không được ăn nha mấy bạn. What? Mình thấy có phần chân và tay của bạn khủng long Spinosaurus hay chăng? Đây là cái gì? Đây là cái Rehistoric Sand. Rồi,
Còn đây, wow, một cái đuôi khủng long Spinosaurus. Phiên bản này là Amber Gel. Rồi, ok các bạn. Chúng ta còn có thêm cái hướng dẫn sử dụng Collect Guide và cái bộ sưu tập này. Wow, so cool thực sự, cái màu sắc quá ư là đẹp luôn các bạn ơi. How to battle. Phần này, chúng ta sẽ có ba bạn khủng long, đó chính là Triceratops, Spinosaurus và T-Rex. Wow. Vậy là mình đã có Spinosaurus nha mấy bạn. Cái này là gì đây? Sticker các bạn ơi. Chúng ta sẽ có một bộ sticker đi kèm. Đây là cái hình quả trứng nè, cái nón nè, rồi cái hình bạn khủng long Brachiosaurus đang ăn một cái cây, một cái đầu lâu, một cái bộ sticker cỡ lớn, có rất là nhiều những cái hình ảnh nhỏ nhỏ bên trong. Và đây là cái logo của Jurassic Park 30 năm. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở lần lượt từng chi tiết của cái quả trứng này nha. Mình sẽ chọn cái In Jam Slam. Rồi, mình sẽ cắt ra các bạn. Wow, nhìn này mấy bạn. Cái slam màu xanh có kim tuyến như thế này khá là đẹp nha các bạn. Wow, nhìn nè. Oh man. Wow. Và hãy xem, chúng ta sẽ có được cái phần body của các bạn Spinosaurus nè. Làm sao lấy ra đây? What? Oh man. Cứng quá. Rồi, Spinosaurus đã hiện ra. Oh man, nhìn nè bạn, màu sắc rất là đẹp luôn. Và cái phần slam nè. Ok, mình cần phải dọn nó thôi. Tiếp theo là cái phần cát, cát Rehistoric các bạn. Ok. Khác với những loại cát bình thường thì cát này nó sẽ dính 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 lại mấy bạn. Nè, thì mình sẽ kéo giãn ra như thế này. Đó, nó sẽ rớt từ từ ra nha mấy bạn. Thấy chưa? Rồi, mình sẽ xem bên trong của chúng ta sẽ là có cái gì nha. Là một cái đầu. Mình đoán là như vậy. Đúng vậy các bạn ơi, mình thấy con mắt xanh nè. Đó, con mắt xanh nè các bạn ơi. What? What? Spinosaurus, cái miệng nè. Thầm răng, thầm răng, thầm răng, răng. Wow, 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 wow. Yay. What? Oh man, nhìn kìa. Cái miệng của nó nè các bạn ơi. Ôi, nó đang há miệng ra. Trời đất ơi. Woohoo. Yay. Rồi, bây giờ mình cần làm sạch cái bạn, cái đầu của bạn khủng long Spinosaurus lại chút xíu. Và cuối cùng đó chính là cái Amber Gel. Amber Gel này nó khá là giống với lại những cái cục gọi là mình hay ăn các bạn. Cái đồ ăn nó giống, khá là ăn giống cái đồ ăn của mình luôn á. Đó, nó giống như xương, xương sa, xương xăm gì đó các bạn. Thì mình có thể bẻ ra được như thế này để lấy được cái phần đuôi nha. Oh yes. Chưa? Quá ư là đẹp luôn. Còn cái phần đuôi, rồi mình sẽ để xuống đây. Còn cái phần này mình có thể bóp nó bể ra cũng được các bạn. Có thể bóp nó như thế này. Oh man. Ok, vậy là mình đã có đầy đủ thành phần của bạn Spinosaurus rồi mấy bạn ơi. Bây giờ chúng ta chỉ có nhiệm vụ ráp ráp bạn ấy vào để xem bạn Spinosaurus sẽ dữ tợn như thế nào nha. What? Đó, đã thành hình và rất là đẹp. Oh man, màu sắc rất là đẹp các bạn ơi. Spinosaurus trong Jurassic Park các bạn ơi. Trời ơi, nhìn cái màu của nó kìa, quá ư là đẹp luôn. Phiên bản này là cỡ 6 inch nha các bạn. Nè, và phiên bản này là PVC bình thường nha các bạn. Và nhựa này là nhựa thân thiện với môi trường luôn. Và đặc biệt, các bạn nhìn các bạn cái máy vòm của các bạn Spinosaurus cũng như là cái đầu sắt tạo hình của bạn này cực kỳ giống trong phim luôn nha mấy bạn. Wow, quá đẹp tuyệt vời cho cái phiên bản Jurassic Park 30 năm này. Quá ư là đẹp. Đúng là màu sắc của một bạn khủng long cá sấu siêu dữ tợn luôn. Wow. Ok la, và đây là mấy bạn khủng long cho cái bộ sưu tập ở video hôm nay của mình các bạn ơi. Wow, rất là đẹp và khá là nhiều màu sắc nha mấy bạn. Triceratops phiên bản cắn tay siêu dữ tợn và siêu đau luôn. Phiên bản khủng long bảo chúa máy bán nước tự động mini. Quả trứng khủng long 30 năm kỷ niệm của Jurassic Park nha mấy bạn. Và cuối cùng là mình đã sưu tập được bạn khủng long Spinosaurus siêu dữ tợn này. Hơi tiếc một chút xíu mình đã không sưu tập được T-Rex nha mấy bạn. Nhưng không sao, mình đã có một chiếc xe khủng long bạo chúa có khả năng chi bắt những tên trộm chi ăn cắp những quả trứng của mình. Ha ha ha, ok la.
Nếu các bạn thích video này hãy để bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe kênh của Sin Channel nha mấy bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.